Vừa qua, VTV8 đã nhận được đơn thư của một số hộ dân trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, kiến nghị về việc đơn vị thi công dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô đóng lối đi số 4 xuống biển, khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân làm nghề biển gặp nhiều khó khăn. Phóng viên VTV8 đã tìm hiểu thực tế và có những thông tin ban đầu về việc này. Đây là lối xuống biển số 4 trong số 5 lối mà đơn vị thi công dự án đã mở ra cho người dân làng chài Nam Ô đi xuống biển. Theo thông báo ngày 21 tháng 9 của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, phường phối hợp với Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng thuộc Tập đoàn Trung Thủy, chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, tạm đóng lối đi này để phục vụ công tác thi công. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, việc này gây nhiều khó khăn bởi đây là lối thuận tiện nhất để người dân đi ra khu vực neo đậu tàu thuyền. Đồng thời, khu vực này biển êm, khi xảy ra mưa bão thì đưa tàu về trú ẩn ở đây khá an toàn. Nếu như mà con đường này mà chuyển đường khác á, là tất nhiên là cách trở cho chúng tôi rồi. Cho nên là một người dân yêu cầu như thế nào đó, mở cái đường rất là tiện lợi cho dân. Có nghĩa là đường số 4 hoặc là song song với đường số 4 hoặc là đường gần nhất của số 4, chứ không được mở sâu quá. Sau đó là chúng tôi là rất là cản trở, đi bộ là cản trở. Đi không phải đi bộ đâu, đi là cái mang cái bình ốc quy này, mang này mang nọ nữa, đi xuống là rất khó, rất nặng nề. Theo giấy phép xây dựng đã được thành phố phê duyệt, khu vực mở lối đi số 4 cũng là nơi bố trí cống hộp 1,2 x 1,2 m và trạm bơm thoát nước thải. Vì vậy các hố sâu bắt buộc phải đào từ vị trí này. Thời điểm này đơn vị thi công đang tiến hành múc đào các hố có độ sâu từ 8 đến 9 m. Nhà thầu tập trung nhiều nhân công, máy móc thiết bị, khẩn trương thi công nhằm hoàn thiện hạng mục trước mùa cao điểm mưa bão. Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra tai nạn nếu người dân vẫn đi qua lại lối này, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Do lối đi này diện tích hẹp, không thể mở thêm lối đi tạm bên cạnh nên bắt buộc phải rào chắn để đảm bảo thi công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu cho biết, ghi nhận phản ánh của người dân về việc đóng lối đi số 4 gây nhiều khó khăn, thiệt hại khi đang vào mùa mưa bão. Quận đã yêu cầu chủ đầu tư trong trường hợp xảy ra mưa bão phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ đưa tàu thuyền của ngư dân tập kết về nơi trú ẩn an toàn. Vì cái vấn đề là sẽ ảnh hưởng đến cái tai nạn cũng như là quá trình thi công, ảnh hưởng đến người dân, đơn vị thi công cũng chủ đầu tư về ban nhân phường là có báo cáo về ban nhân quận là sẽ tạm đóng lối đi số 4 đến ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên là với văn bản này, ủy ban nhân quận trên tinh thần là đã chỉ đạo ủy ban nhân phường làm việc cụ thể với lại chủ đầu tư là trước khi đóng là cần phải cải tạo và tạo một lối đi tạm từ bãi thuyền thúng cho đến lối đi số 3, làm sau đó để thuận lợi nhất cho người dân. Trên tinh thần là sau khi cải tạo xong lối đi tạm này thì lúc đó chúng ta mới triển khai đóng lối số 4, và sau khi mà triển khai xong đến ngày 31 tháng 12 thì sẽ mở lại lối đi số 4 cho người dân đi lại bình thường. Thời gian qua, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhà thầu thực hiện phương pháp làm đến đâu mở đến đó, tức là vừa thi công vừa chừa lối cho người dân xuống biển. Tuy nhiên, với quy mô của dự án, việc bắt buộc phải đóng hẳn một lối đi ngang qua công trình tại nhiều thời điểm là điều khó tránh khỏi. Hiện tại, chủ đầu tư đã hỗ trợ xử lý mặt bằng tại các lối xuống biển còn lại để thuận lợi cho người dân, cắt cử lực lượng túc trực tại công trường, đảm bảo an toàn cho người lao động, đồng thời tập trung tổng lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ.